Xin chào mọi người, và nhất là các em trai, em gái tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn của cái những tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi các em. Rất xin lỗi các em tuổi Ất Sửu vì đầu năm anh không có thực hiện cái video clip về cái tuổi của các em, vì anh nghĩ rằng như này, tuổi Ất Sửu của các em trong năm nay xét về tử vi có nhiều cái thuận lợi, có nhiều cái tốt đẹp. Vì sao? Vì những như thế này, người Ất Sửu thì là chữ Ất với chữ Canh là thuộc thiên can, thuộc ngũ hợp, thì công việc sẽ hanh thông, đỡ đần. Rồi là Tý với Sửu là lục hợp của địa chi. Người mệnh kim gặp năm nay năm Canh Tý là một năm năm thổ, thổ sinh kim, nam thì có sao Mộc Đức, cho nên là công việc tốt đẹp hanh thông. Nữ mạng thì hơi buồn một tí, có sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu thì không có khắc kỵ ở trong công việc làm ăn, mà chỉ là đem đến chuyện buồn phiền trong gia đạo tình cảm, thậm chí là có dễ có tan gia nếu như mà có tan ở trong gia đình gia tộc. Nếu như mà có tan môn ở trong mệnh, những người có cái ngày tháng năm sinh có tan môn ở trong mệnh thì rất là dễ xảy ra cái chuyện chia ly tình cảm, chia ly mất mát ở trong gia đình. Như vậy thì cho nên là mình nghĩ thôi, thì có nhiều cái điều tốt đẹp ở trong công việc, không có quá nhiều cái rối rắm thì cũng không có quan tâm làm gì. Nhưng thực chất ra thì sau vài tháng thì rõ ràng với cái thiên vận của năm Canh Tý quá xấu, nên nó kéo, dù là có cái người có sao tốt, mệnh tốt, cái tất cả cái tốt thì đều hóa xấu hết, không có được tốt lành, vì cái thiên mệnh nó quá, thì cái chung nó kéo, thì mình phải đi nằm trong cái đó, mình cũng thập xuống, không được tốt đẹp. Có khá là nhiều cái không, gọi là không thuận lợi ở trong công việc làm ăn. Bây giờ thì mình phải, do là không có làm cái tử vi của cả năm, cho nên mình sẽ xét cái tử vi của nam và nữ mạng xem ra sao để mình khác biệt. Thì như đã nói, người của các em thì là người hải trung kim, vàng ở dưới biển. Nhưng mà nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà thực chất không phải vậy đâu. Thực chất là cái kim của hải trung kim này là kim, là cái kim loại. Có thể là vàng, có thể là sắt, có thể là cái kim loại nào đó nằm ở dưới nước, còn nhiều tạp chất lắm, chứ không có tinh khiết như là mình nghĩ đâu. Cho nên là không có nhiều cái thuận lợi ở trong cái bộ mệnh. Rồi, kim mà gặp năm thổ, thổ sinh kim, cho nên gọi đây là một năm có thể nói tốt đẹp về mọi việc, sức khỏe và bộ mạng. Sao nam là có sao Mộc Đức, một trong những cái phúc tinh có thể nói là tốt đẹp nhất, đem đến may mắn, dân lộc tốt. Người ta nói gì, Mộc Đức mặc sức mà ăn, đừng có làm như vậy. Tại sao? Tại vì người của mình là mệnh kim, vốn dĩ mình khắc mộc, sao Mộc Đức nó hình mộc, cho nên là cái tác dụng của nó phát huy không được tốt. Nhiều khi thì chỉ thấy là cơ hội thôi, nhưng mà mình không nắm bắt được, hoặc là mình không có đủ cái duyên để mà tiến tới tài lộc mà của cái sao mà em mang lại. Hạn của năm là hạn huỳnh tiền, hạn này thì rất dễ xảy đến cái bệnh nặng, nhưng mà do là người ta nói hạn huỳnh tiền thì hay gặp bệnh nặng, nhưng năm nay năm thổ sinh kim, cho nên là mình cũng không có sợ cái bệnh nặng này, có thể là sẽ nhanh chóng khỏi. Vận niên là kê giáp viên, tức là gà về vườn đó, một cái vận niên rất là tốt đẹp, đầy đủ no ấm, không có sợ gì hết. Thiên can như đã nói, Ất gặp Canh là thiên can thuộc ngũ hợp, đem đến nhiều may mắn, phúc lộc trong cuộc sống. Địa chi là Sửu gặp Tý là thuộc nhóm gọi là lục hợp. Tuy nhiên là cũng nên nhớ rằng Sửu thì nằm trong bộ Tỵ Dậu Sửu, ba cái tuổi chịu âm tai, cho nên là mình cũng vẫn đang ở trong năm âm tai, đặc biệt năm tới năm hạn 37 tuổi,
cái hạn 37 tuổi thì nó rất hay dễ suy thoái về tài lộc. Cho nên là cái gì cũng vậy, cho đâu có nhảy qua cái nó cứ bật xuống được đâu, nó phải có những cái tín hiệu, cái gì cũng phải rơi từ 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 từ, năm nay là cái tín hiệu nó rơi bắt đầu mà con. Cho nên là đừng có quá ỷ lại vào cái năm nhìn bề ngoài như thế này mà không xét nước là phía trước là một bức tường. Nó cho nên là trước hết mình vô gặp một cái đoạn đường xấu thì nó phải có những cái ổ gà nhỏ nhỏ trước khi gặp ổ voi á, đúng không? Cho nên là cẩn thận. Nếu như là mình cho một cái lời khuyên thì các em bất sử ở năm nay nên bắt đầu thu vén mọi chuyện cho nó gọn gàng lại, chứ năm sau là một năm cực kỳ khó khăn. Với cái hàng 37 tuổi kiểu tân khắc chữ ất ha, sủ là năm tuổi tam tai năm nặng của mình nữa, tất tần tật mọi chuyện xấu sẽ ập vào cái năm tới. Cho nên là cẩn thận, nhiều khi có thể là nhiều người có phúc thì tới năm tới nó mới xảy ra chuyện, có nhiều người không phúc thì bây giờ nó xảy ra chuyện, năm tới nó mới là rầy rà rối rắm của cái chuyện của năm nay. Ví dụ năm nay mất tiền tài, mất nợ, mất đền, qua năm tới thì bị người ta dí, thấy không, trắng tay, phải bán nhà, thanh lý hết mọi thứ. Đó là cái điều mà mình khuyên mọi người, đặc biệt là các em nam. Rồi, còn xét cho nữ thì cũng mạng cũng giống nam, đúng không? Nhưng sao là sao thủy diệu? Người ta nói là sao thủy diệu vốn dĩ đem lại cái chữ buồn phiền, hoặc là chia ly, tan chết. Đó, hạn của nữ là hạn nhẹ hơn nam, đó là hạn tóm tập. Người ta nói gì gặp trở ngại va vấp. Rồi, thiên can thì cũng giống y chang với lại nam, với ất hợp canh á, địa chi cũng y chang, không khác gì. Chỉ có cái sao là không tốt bằng nam thôi. Rồi, ok, đó là nhìn sơ khởi cái tử vi nhìn bên ngoài. Thì bây giờ là hôm nay mình đã ở trong tháng 5. Hôm nay là ngày 4 ngày 5 tháng 5 rồi. Thì hôm nay là mùng 6 rồi. Thì mình sẽ xem là những tháng còn lại như thế nào. Tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý đối với vận hạn của người Ất Sửu nó ra sao? Thì tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 là tháng Quý Mùi. Mà tháng Quý Mùi chắc chắn là một tháng mộc. Mạng như vậy, kim khắc mộc, bổn mạng khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe. Khi mà bổn mạng khắc tháng thì cái phúc tinh và tài tinh nó suy giảm, cẩn trọng cái bệnh nạn, nhẹ thôi chứ không có nặng. Đó, rồi, đó là mình nhìn cái về mạng. Còn xét về cái trụ thiên can, chữ ất của Ất Sửu và chữ quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tình trụ. Tuy nhiên cái chữ quý là nó âm ngũ hành của nó là thủy, giáp ất là mộc, cho nên là thủy sinh mộc. Đây là thiên can thuộc cái lớp tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can, cho nên là có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn, nên đừng có mong cầu, hoặc là tốt cho công việc là mừng rồi ha. Rồi tiếp tục là về địa chi. Địa chi thì Sửu gặp Mùi, Thìn tức Sửu Mùi, thuộc nhóm lục xung. Mà lục xung là gì? Lục xung là mô tả cái sự chống đối đối chọi với nhau vượt cả hai cái địa chi này. Cho nên nó là địa chi thì nó gắn liền nhiều với tình cảm gia đạo sẽ không tốt đẹp. Đặc biệt nữ mạng thì cần cẩn trọng cái việc lời ăn tiếng nói, rất là dễ mắc thị phi tai tiếng. Vậy ha, đó là tháng 6. Rồi tiếp đến là tháng 7. Tháng 7 thì là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng là kim của các em sinh ra thủy, bổn mạng sinh xuất, người ta nói cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe suy hao, tai nạn và bệnh nạn nhẹ. Đó là những gì mà mình có thể nói. Thiên can ất giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả giáp và ất thì đều mộc, cho nên là công việc tài lộc không có vấn đề gì nhiều, ok ổn ha. Tiếp tục đó là địa chi. Thân Sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm có thể nói là bình thường, không vấn đề. Tốt, ngon. Rồi tiếp tục là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu, tháng Ất Dậu chắc chắn là một tháng thủy. Như vậy về bổn mạng tiếp tục là kim sinh thủy, bổn mạng sinh xuất, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe suy hao, đề phòng cái tai nạn nhẹ. Đặc biệt là với các em nữ ha, nhiều khi không phải là tai nạn của bản thân mình mà tai nạn của người thân. Đó, rồi địa chi,
Sửu Dậu là thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu. Như vậy là tốt. Người ta nói có tam hợp thì hóa giải tam tai, chỉ có tam hợp tháng có thể hy vọng là nó sẽ hóa giải cái tam tai năm nhà này, cho nên là nó sẽ không có tai nạn, không có tai tiếng thị phi. Tốt đẹp. Hóa giải luôn cả cái việc mà bị sinh xuất bổn mạng. Người ta gọi là tam hợp thì gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc nếu gặp bế tắc sẽ có quý nhân, sẽ có người phụ trợ mà qua khỏi cái chuyện bế tắc. Đó là ngon lành ha. Được tháng 8, ok. Rồi bây giờ đến tháng 9. Tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 chắc chắn là tháng Bính Tuất. Một tháng Tuất. Tháng Tuất này là thuộc thổ. Như vậy thì xét về trụ mệnh là thổ sinh kim. Bổn mạng và sức khỏe được tốt. Phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi mà phát sáng. Ngon lành. Ok. Thiên can Bính Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên ok, không vấn đề. Nạp âm ngũ hành của Bính là hỏa, nạp âm ngũ hành của Ất là mộc, cho nên là sinh xuất về thiên can. Nạp âm ngũ hành của thiên can cho nên là có thể là gây hao tốn, một là hao tốn ít nhỏ, hai là cái hao tốn này là các em có tính toán gọi là đầu tư bỏ tiền ra, ok, ổn. Tuy nhiên phần địa chi thì cực kỳ không tốt. Đó là sao? Người ta nói thìn tuất sửu mùi, thìn tuất sửu tức sửu nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung. Mà tuất sửu còn có ý nghĩa là bị tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Bên mạnh thì loại trừ bên yếu. Nói chung là hai cái con địa chi này nó xung nhau, cho nên là gia đạo cộng với là nằm sát nhau trong cái bộ tứ hành xung nữa, gia đạo tình cảm cẩn thận việc xung khắc, chú ý lời ăn tiếng nói đối với nữ mạng. Nha, cái đó là những cái mà cần phải cẩn trọng. Tiếp tục, đó là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng thì cũng giống tháng 9, với thổ sinh kim, bổn mạng được tương sinh. Bổn mạng sức khỏe không phải để nghĩ ngợi gì. Đặc biệt là các phúc tinh và lợi tinh sẽ phát huy tác dụng của mình một cách tốt nhất. Rồi, thiên can Đinh Ất cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng 9 và tháng 10 này khá giống nhau, thì Bính Đinh là nạp âm ngũ hành là hỏa, Ất là mộc, cho nên thiên can thì là sinh xuất, nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, cho nên là có chút si hao về tài lộc nhưng không lớn, hoặc là nằm trong tầm khống chế của mình. Địa chi Hợi Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tốt đẹp, không có vấn đề về tình cảm gia đạo. Công việc thì bị sinh xuất hay gặp tốn một tí xíu, nhưng mà tình cảm gia đạo không có vấn đề. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý, mà Mậu Tý là hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa khắc kim. Tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn trọng sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Tháng này rất dễ có cái việc mà xây xát tay chân, rất dễ đổ máu. Cho nên là thôi, đi ra đường mà cái gì chạy cẩn thận chút, gặp chuyện bất bình thì cũng đừng có cương quá, để mất công xảy ra cái việc không tốt cho sức khỏe bổn mạng của mình. Thiên can Mậu Ất thì không xung không hợp là trạng thái cơ mặt tự chủ, cho nên mặt tử vi không có vấn đề gì, coi như công việc cũng không có gì khó khăn, đặc biệt rất tốt đẹp đối với nam với cái sao mộc đức của mình. Địa chi Tý với Sửu là thuộc nhóm lục hợp. Người ta nói Tý với Sửu là thuộc nhóm lục hợp. Ở ngoài miền Bắc thì coi là nhị hợp. Cho nên là gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc thì được bạn bè quý nhân giúp đỡ, rất dễ có tài lộc trong cái tháng này. Như vậy thì tháng 11 chỉ cẩn thận cái bổn mạng sức khỏe của mình thôi, còn thiên can và công việc và gia đạo thì rất là tốt đẹp, không có vấn đề gì, rõ ràng là điều rất là ổn đọt. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, tức là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa khắc kim.
à, tháng khắc bổn mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, đó là cẩn thận. Thiên can là chữ ất khắc chữ kỷ, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp chuyện không hay, chống phá. Nhưng mà dù sao cái nữa, chữ ất của mình khắc chữ kỷ, cho nên là mọi việc cũng vẫn nằm trong tầm khống chế của mình, vẫn nằm trong cái sự tính toán mình có thể tháo gỡ được, chứ không phải lâm vào một bế tắc. Nếu như mà chữ tân thì nó sẽ khắc chữ ất, thì lúc đó là cái công việc của mình nó sẽ, cái việc mình gặp nó sẽ nặng nề hơn. À, phần địa chi tuổi Sửu gặp tháng Sửu, à như vậy là năm sinh tháng tuổi, gia đạo sẽ chắc chắn không có nhiều cái vui vẻ đâu, đặc biệt là đối với các bạn nữ nên nó cẩn thận. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ một số kiến thức về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng, à, phải nói là 7 tháng cuối năm của các em tuổi Ất Sửu. Do là như đã nói từ đầu á, là cái tuổi Ất Sửu này năm nay có nhiều cái tốt đẹp, cho nên những cái tháng tới nó cũng, cái chuyện mà gặp rắc rối ở chỗ này, rắc rối ở chỗ kia thì nó không quá lớn, chỉ có mạnh mẽ ở một chút xíu nằm ở trong cái tháng 12 thôi. Nhưng mà cái tháng 12 đó mình cũng là cái việc khắc nó chứ nó không khắc mình, cho nên là cơ bản rằng những người Ất Sửu ở trong năm năm Canh Tý năm 2020 này tuy đang là năm tam tai năm giữa nhưng cũng không quá gặp nhiều khó khăn trắc trở đâu. Nhưng mà phải cẩn thận, nhiều khi nó là những cái bể bước xuống của cái nấc thang đấy là vào năm tới. À, cho nên là các em nhớ cẩn thận mà ở trong tất cả mọi việc, cương nhu đúng lúc. Hy vọng rằng là video này sẽ là một cái hành trang nhỏ để các em biết rằng mình nên cương ở chỗ nào và nên nhu ở đâu, để có một cái năm dù là năm tam tai ở giữa vẫn có sự thành công tốt đẹp, không có thất bại. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Sửu khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.